Thì hôm nay mình đã quay lại với một video mới. Đã rất là nhiều bạn request mình, rất là nhiều luôn, mà mình nghĩ sẽ có rất là nhiều bạn mong chờ cái video này. Đó chính là Hair Karate. Ok, bắt đầu thôi. Đầu tiên, đó chính là kiểu tóc của mình. Kiểu tóc của mình là kiểu tóc layer. Và mình cũng đã cắt kiểu tóc layer này từ hồi năm lớp 10 rồi. Và đây là một kiểu rất là thịnh hành luôn. Từ khi mà mới vừa có cái trend tóc layer là mình đã bắt đầu cắt. Và kèm theo đó thì mình còn cắt máy bay nữa. Này là hai cái máy này nè. Còn hay gọi là curtain bangs, là kiểu hai cái máy nó đưa ra giống như là cái rèm vậy đó. Tóc của mình thì nhuộm màu nâu, màu chocolate brown. Và mình đã tẩy tóc một lần thôi và mình nhuộm tóc N lần luôn. Mình nhuộm rất là nhiều. Và đặc biệt là mình cứ nhuộm sáng, xong mình nhuộm đen, xong mình nhuộm sáng, xong mình nhuộm đen, xong mình lại nhuộm nâu. Có nghĩa là mình đang muốn dưỡng tóc của mình. Tại vì màu nâu là một cái màu rất là an toàn. Bởi vì khi mà nhuộm đen thì rất là khô tóc. Và tẩy cũng rất là khô tóc. Thì chỉ có nhuộm nâu là nó rất là an toàn cho cái việc dưỡng tóc của mình luôn. Cho nên là mình sẽ vẫn tiếp tục mình nhuộm màu nâu. Nếu mà cái chân tóc hoặc là cái tóc nó bị phai cái màu ra thì mình vẫn tiếp tục nhuộm màu nâu. Nếu các bạn nào đã tẩy tóc rồi á, và hoặc là các bạn đã nhuộm đen, hoặc là nói chung là bạn đã phá tóc rất là nhiều và bạn muốn dưỡng tóc á, thì mình recommend các bạn nên nhuộm màu nâu chứ đừng có nhuộm màu đen để dưỡng. Khi mà làm tóc thì mình không có làm một chỗ, tại vì mình rất là thích làm ở nhiều chỗ và kiểu mình trải nghiệm ở những chỗ khác nhau á. Và có ba cái tiệm mà mình hay đi nhất thì mình sẽ để những cái link cũng như cái địa chỉ ở bên dưới để các bạn có thể tham khảo những cái chỗ đó nha. Và tóc của mình thì mình cắt laser ở Wind Hair, máy bay thì mình cắt và uốn ở Semi Hair Color, và cuối cùng thì mình dưỡng tóc ở Ben Salon. Và bây giờ Ben Salon đã chuyển qua quận 5 và đổi thành tên mới rồi, nên là mình không có nhớ cái tên đó. Nên là các bạn nhớ check out cái đường link bên dưới ở trong description box, là những cái địa chỉ cũng như là Facebook của các cái salon đó nha. Ok. Đầu tiên là những sản phẩm dầu gội đầu cũng như là chăm sóc tóc của mình. Và mình đã sử dụng những cái em này rất là lâu rồi. Thì ở đây mình sử dụng dầu gội đầu của Helico. Đây là Grapefruit Hair Treatment. Đây là một cái dầu gội đầu rất là tốt cho cái việc mọc tóc của mình. Bởi vì từ hồi nhỏ là mình đã duỗi được 6 lần và khi lớn lên mình đã uống được 3 lần. Và cộng theo đó thì sau khi mình tẩy tóc á, thì tóc của mình á, nó rất là khô và sơ. Và cái dầu gội đầu này á, thật sự là mình xài là cái tóc của mình nó mọc giống như là rừng vậy đó các bạn. Tại vì hồi nhỏ mẹ mình kể là mình không có tóc á, tóc mình rất là ít, nên là mẹ mình đã áp dụng một cái chiêu thức dân gian, đó là sử dụng cái vỏ bưởi á các bạn. Cái vỏ bưởi, xong mỗi lần gội đầu cho mình là chà vỏ bưởi lên vậy nè, giống như là kiểu massage đầu á. Cái xong rồi hở tóc mình mọc siêu nhiều luôn. Cái sợi tóc của mình rất là dày và là sợi tóc mây, cho nên nó rất là xoăn, phải duỗi rất là nhiều lần như mình đã nói. Bây giờ thì các bạn có thể áp dụng cái kiểu đó, nhưng mà nó rất là bất tiện. Mỗi lần các bạn gội á thì các bạn phải lột vỏ bưởi ra, xong rồi các bạn chà nó, nói chung là mà nó rất là kiểu hư tổn cái da đầu của các bạn á. Cho nên là mình recommend các bạn nên sử dụng dầu gội đầu bưởi, tại vì thứ nhất là nó tiện, thứ hai là cái mùi bưởi rất là thơm, thứ ba là sản phẩm của Helico thì không có những cái thành phần hại cho tóc, mà thường là những cái thành phần từ thiên nhiên, cho nên là mình rất là yên tâm và nó cũng rất là phù hợp với nhiều loại da đầu khác nhau và cũng nhiều loại tóc khác nhau. Cho nên là mình nghĩ các bạn nên lựa chọn những cái hãng mà kiểu dầu gội đầu thiên nhiên á, rất là tốt. Với lại mình rất là thích cái packaging của Helico, nó nhìn rất là minimal và nhìn nó rất là high end, nó giống như những cái hãng mà làm tóc nổi tiếng giống như là Olaplex á. Trời ơi, Olaplex là rất là mắc luôn, và thật sự, hoặc là Vines rất là nổi tiếng. Cái packaging nó rất là minimal, rất là professional. Và Helico cũng vậy, nhưng mà Helico với giá thành rất là rẻ. Và mình nghĩ những bạn học sinh sinh viên không có điều kiện mà muốn tóc đẹp thì... Duh!
Và khi mình sử dụng dầu gội đầu này thì tạo ra rất là nhiều bọt luôn, nên là da đầu của mình mỗi lần gội xong thì nó rất là khô thoáng, chứ nó không có bị rít mà nó khô tóc nha. Tóc mình nó vẫn có cái độ ẩm rất là đã luôn á. Tại vì thường những cái sản phẩm tinh dầu bưởi hồi trước mình sử dụng á, dầu gội đầu của hãng khác nha, một cái hãng handmade mà mình xài á, thì mình xài xong cái tóc mình nó rít kinh khủng, nó không có cái độ ẩm. Nhưng mà sau khi mình xài Hello Co thì everything's changed and bởi vì da đầu mình là da đầu dầu á, cho nên là tóc rất là dễ bớt. Và khi mà mới vừa gội thì tầm 4 đến 5 tiếng sau khi mà mình ở ngoài đường là tóc nó sẽ dơ liền ngay lập tức luôn. Cho nên là lúc nào mình cũng phải tẩy tế bào chết da đầu, và mỗi tuần mình đều tẩy tế bào chết 1 đến 2 lần. Thì đây là cái sản phẩm mà mình sử dụng. Đây là Love Beauty and Planet. Cái này thì mình mua ở trên Shopee. Nói chung là những cái sản phẩm ngày hôm nay mình mua ở trên Shopee rất là nhiều, cho nên mình sẽ link tất cả những cái link sản phẩm ở bên dưới để các bạn có thể dễ dàng mua hơn nha. Và đây là một cái brand rất là nổi tiếng, và mình nghĩ các bạn cũng biết rồi, tại vì ở Guardian hay là tất cả những cái địa điểm mà bán mỹ phẩm thường thì sẽ bán cái hãng này. Và cái hãng này nó chuyên về kiểu tắm rửa, gội đầu, sữa tắm này kia. Thì mình sử dụng cái này 1 đến 2 lần một tuần, mình dùng để tẩy tế bào chết cho da đầu. Sau khi mình sử dụng cái dầu gội đầu bưởi này của Hella xong thì mình sẽ sử dụng cái này luôn. Mặc dù cái này là đây cũng là một cái shampoo scrub, mình vẫn sử dụng như bình thường, kiểu như mình double cleansing cho cái da đầu của mình. Thì da đầu của mình cleanse với lại dầu gội đầu bưởi trước, bổ sung những cái tinh chất cần thiết cho tóc. Sau đó thì mình sẽ sử dụng scrub này, và mình sẽ dùng cho da đầu của mình để cho da đầu của mình nó không có bị ra dầu nhiều, và nó thông thoáng, kiểu như tẩy tế bào chết cho da đầu của mình, cũng giống như là tẩy tế bào chết cho da mặt của mình vậy đó. Nói chung là mình chăm sóc tóc của mình và da đầu của mình giống như là da mặt của mình vậy đó. Da đầu nó cũng cần loại bỏ những cái lớp sừng không cần thiết, những cái lớp sừng già thay bằng những cái lớp sừng mới. Nói chung là nó phải được refresh hết tất cả mọi thứ, và sau khi refresh nó cũng cần bổ sung thêm những cái chất dưỡng ẩm khác. Và cái sản phẩm tiếp theo mình sử dụng đó chính là ủ tóc của Hella. Thì các bạn thấy mình sử dụng sản phẩm của Hella rất là nhiều. Từ những ngày đầu tiên mà mình mua sản phẩm của Hella thì nói chung là mình cũng không có tin lắm đâu, tại vì đây là một cái brand mới và một cái brand hoàn toàn lạ so với mình. Và mình nói thật với các bạn nha, mình mua những cái món đồ của mình á, ban đầu thường là do packaging, vì packaging nó có một màu hồng phấn dễ thương vậy nè, nhìn rất là cute, cho nên là mình đã mua và mình cũng không có expect gì nhiều. Và khi mình sử dụng thì nó vừa tốt cái packaging ở bề ngoài và nó vừa tốt ở trong. Thì đây là một cái brown sugar ủ tóc đường nâu. Dạ. Và trong đây có rất là nhiều chất tốt cho tóc, giống như là biotin, honey extract, một cái chất rất là lạ thường sẽ thấy trong skincare, đó là salicylic acid. Thì mình nghĩ là salicylic acid dùng để kiểu tẩy tế bào chết cho tóc luôn á. Và cái ủ tóc này không chỉ giúp cho cái tóc của mình nó mềm mượt với lại bóng và khỏe hơn từng ngày, thì nó lại có tẩy tế bào chết nữa, thì tóc của mình nó sẽ không bị dầu và nó không bị bớt sau một cái thời gian ngắn mình gội đầu. Nó giúp cho mình giữ được cái độ bồng của tóc á. Tại vì khi mà tóc bớt, tóc dầu á, thì nói chung nó sẽ bị xẹp xuống đúng không? Nó sẽ bớt đẹp đi, cái tóc của mình nó sẽ trở nên rất là dơ á. Sử dụng cái ủ tóc đường nâu này mỗi tuần 1 đến 2 lần thôi, cũng giống như là cái scrub này. Và mình mỗi lần mà mình sử dụng scrub này thì mình sẽ sử dụng chung với lại cái ủ tóc này luôn. Và những sản phẩm vừa rồi mình show cho các bạn đều không có sulfate, có nghĩa là lưu huỳnh. Thì lưu huỳnh là một cái chất tẩy rửa rất là mạnh, nhưng mà nó sẽ không có tốt cho tóc nếu mình sử dụng quá nhiều. Và khi mà mình gội đầu quá nhiều với sulfate thì nó rất là hại da đầu mình luôn. Nó làm cho tóc mình bị khô nè, và da đầu mình bị chóc, giống như là những cái sản phẩm mình đã từng dùng và mình không dùng hợp và nó có sulfate thì cái da đầu của mình nó toàn gầu không, và mình rất là hối hận. Và từ khi mình đổi qua dùng những sản phẩm này thì nó đã thay đổi cái cuộc chiến với tóc của mình. Thật sự nó rất là cứu mình luôn á các bạn, cho nên là các bạn có thể tham khảo những sản phẩm mình sử dụng, tại vì và giá cũng rất là rẻ nhưng mà chất lượng không hề rẻ nha các bạn. Mình biết có rất là nhiều bạn mắc sai lầm giống như mình, đó chính là không sấy tóc và để tóc khô tự nhiên.
Sau khi mà mình được tiếp thu kiến thức từ các anh chị trong salon, cũng như là nói chung là những người mình quen biết mà có tầm hiểu biết về tóc á, thì mình đã biết khi gội đầu xong thì chúng ta phải sấy tóc khô liền luôn. Tại vì nếu mà để tóc khô tự nhiên thì tóc nó sẽ mất đi cái độ ẩm và cái nước đó kiểu bị bốc hơi ra. Cho nên là lúc nào cũng phải sấy tóc sau khi gội đầu, khô thoáng cái da đầu của mình hơn. Thứ hai nữa là khi mà nó khô tự nhiên thì cái tóc mình cảm giác cái phần da đầu này nó rất là bớt. Không biết sao nữa, nhưng mà khi mà mình so sánh những cái việc mà mình gội đầu không có sấy tóc và khi mà mình gội đầu sấy tóc thì nó rất là khác nhau nha. Lúc mà mình gội đầu không sấy tóc thì nó rất là bớt và nó dầu dầu, nó bớt bớt khó chịu lắm, nó xẹp lắm. Nhưng mà sau khi mà mình bắt đầu biết sấy tóc thì tóc mình nó đã phồng và cái phần da đầu của mình nó cũng thông thoáng và nó đẹp hơn rất là nhiều, và tóc nó không có bị khô giống như là cái hồi mà mình để không như vậy. Nói chung là mình là một con người rất là cổ điển. Đây là cái máy sấy của mình sử dụng. Cái máy sấy là cái máy sấy National Turbo Dry. Chắc đây là cái máy sấy cổ nhất mà mình sử dụng luôn. Đây là cái máy sấy của mẹ mình. Thì như các bạn biết đó, mình không có hay sấy tóc đâu. Ở gần đây mình khi mà mình thay đổi qua sấy tóc thì mình chỉ có cái máy sấy này của mẹ mình xài thôi. Nên là chứ thực sự là quá nghèo để có thể mua một cái máy sấy tóc mới cũng như là một cái máy sấy tóc xịn. Nói chung là cái video này chủ yếu là có gì dùng đó. Thì sau khi mình sấy tóc cho nó ráo bớt và nó hơi ẩm một xíu thì mình sẽ sử dụng cái dầu dưỡng này của Miss, mình không biết đọc là gì, Miss and Sen hả? Miss and Sen, Miss and Sen. Nói chung là Moroccan oil, Argan oil để dưỡng tóc. Các bạn có điều kiện thì các bạn có thể sử dụng những cái dầu dưỡng mắc tiền hơn, giống như là oil của Divine hoặc là Moroccan oil của Moroccan oil. Nhưng mà đối với mình thì mình ưu tiên những cái sản phẩm rẻ tiền thôi. Và cái video này cũng là mục đích như vậy. Cho nên là chỉ với sắp xỉ 300-400 nghìn các bạn có thể có được một cái chai như thế này để các bạn dưỡng tóc. Thì từ khi mình sử dụng dầu tóc thì tóc của mình nó trở nên bóng hơn và nó trở nên khỏe hơn từng ngày. Nhưng mà không phải sử dụng ngày 1, ngày 2 là thấy kết quả liền đâu, mà các bạn phải sử dụng hằng ngày, sử dụng ngày sáng đêm, mỗi lần gội đầu xong là phải sử dụng. Hoặc là các bạn khi nào các bạn thấy rảnh quá, các bạn không có gì làm thì các bạn sử dụng vẫn được. Thường thì mình sử dụng 2 đến 3 pumps tại vì tóc mình rất là nhiều. Còn những bạn mà tóc ít thì có thể sử dụng 1 đến 2 pumps thôi. Kế tiếp là phần tạo kiểu tóc mình. Thì trước tiên hết thì có rất là nhiều bạn hỏi cái máy bay của mình tại sao được phồng như vậy. Mặc dù là các bạn đã cắt máy bay rồi và cũng đã uống máy bay rồi nhưng mà không được phồng. Một phần là do mình uống máy bay cho nên là nó rất là phồng. Nhưng mà để hỗ trợ cho cái việc mà giữ được cái độ phồng đó cũng như là cái độ cong đó của tóc thì mình phải sử dụng lô cuốn. Đây là cái lô cuốn Hàn Quốc mà dạng bự, đây là dành cho máy bay nha, chứ không phải cái lô cuốn nhỏ xíu. Lô cuốn nhỏ xíu là dành cho máy thưa mà nhỏ ngắn thôi. Và gần đây thì nó cũng đã hot lên rồi và cũng rất là nhiều người biết lên rồi. Thì cái lô cuốn này mình mua ở hair salon rất là mắc, hình như tầm 80.000, 90.000 gì đó mình không nhớ. Nhưng mà ở trên Shopee thì chỉ có 20 mấy ngàn, 30 mấy ngàn thôi. Thì mình sẽ để link bên dưới để các bạn dễ mua nha. Đây là hai cái máy uống mình thường hay sử dụng. Thường thì mình sử dụng cái máy này hơn tại vì cái nhiệt của nó thấp. Thì đây là cái lọn tóc mà mình dùng cái máy này hàng ngày nè. Cái phần quay trục này nó là tự động á, cho nên nó rất là dễ để dùng hàng ngày. Ngoài ra thì mình còn sử dụng cái máy này. Cái máy này là máy tạo gợn sóng. Và cái này nói chung là khi nào mình cần một cái event lớn thì mình mới sử dụng thôi. Với lại cái máy này nó cũng khá là nóng nữa, nhiệt nó cao quá, cho nên là mình cũng không hay sử dụng hàng ngày. Trong hai cái máy này thì mình recommend cái máy này hơn. Thì nói chung là khi mình sử dụng cái máy này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Mình chỉ cần đặt cái tóc của mình lên cái phần trục này và mình bấm xoay theo cái hướng mà mình muốn. Hai bên nút như thế này. Thì ví dụ các bạn muốn xoay ra bên ngoài thì các bạn bấm bên phải, rồi hoặc là bên trái thì các bạn bấm bên trái, kiểu vậy. Muốn xoay vào trong thì bấm ngược lại thôi. Vì là nhiệt thấp cho nên là mình cũng để tầm 30 mấy, 40 mấy giây là ok rồi. Nhưng mà vì tóc mình nhiều cho nên là khi mà mình uống thì mình sử dụng cái nhúm nhỏ, rất là nhỏ thôi, và mình uống từng sợi như vậy nên là mất khá là nhiều thời gian. Còn những bạn nào tóc ít thì rất là đơn giản rồi. Bước cuối cùng để hoàn thành cái tóc của mình lại là một cái dầu dưỡng khác, nhưng mà cùng hãng với cái dầu dưỡng này luôn. Cái dầu dưỡng này thì mình sử dụng khi mà mình sấy tóc.
Còn đây là cái dầu dưỡng mà mình dùng khi mình uống tóc. Thì mình tạo kiểu xong thì mình sẽ sử dụng em này 1 đến 2 pumps để giữ cho cái nếp tóc của mình được giữ lâu hơn. Đây là cái dạng styling á nè, thấy không? Làm cho tóc của mình nó bóng và sau khi mình uống rất là nhiều. Cho nên là mình rất là recommend các bạn mua cái bộ đồ này luôn. Rất là xịn, rất là rẻ nữa. Cái chai này thì có 200 mấy thôi, mà cái chai này thì 300 mấy. Ok, thì ngoài chăm sóc tóc ở bên ngoài ra thì chúng ta cũng phải bổ sung những cái khoáng chất ở bên trong. Và với mình thì mình chỉ sử dụng một sản phẩm uống thuốc duy nhất. Đây là viên nang uống dưỡng tóc, dưỡng da cũng như là dưỡng nails của chiết xuất từ Biotin Argan Oil. Thuốc này mỗi ngày mình uống 2 viên, 2 đến 3 viên cũng được. Thường thì mình sẽ uống 3 viên tại vì mình rất là ham uống á, mình không hiểu tại sao nhưng mà mình thấy càng nhiều thì càng tốt, nhưng mà thật ra không phải vậy nha. Cái gì nhiều quá nó không tốt đâu. Dưỡng tóc ra thì nó còn dưỡng cho da và dưỡng cho móng được khỏe hơn nữa. Nói chung là cái thuốc này rất là ok á, và nó cũng không có gây mụn, mặc dù là nó có biotin. Thì mình biết là biotin nó thường gây mụn cho da nếu mà các bạn sử dụng cái hàm lượng quá nhiều. Ngoài ra thì các bạn cũng nên bổ sung ăn cá, bổ sung nhiều protein, chất đạm và uống những cái nước ép thì nó cũng rất là hữu ích trong việc mà chăm sóc tóc của các bạn đó. Và yeah, đó là những cách chăm sóc tóc của mình. Rất là đơn giản nhưng mà nó rất là hiệu quả đối với những bạn nào mà có chất tóc giống như mình. Đối với những bạn mà không bao giờ dùng nhiệt hay là dưỡng tóc, hay là nói chung là có hóa chất trên tóc của mình á, cái việc dưỡng tóc nó sẽ dễ dàng hơn và tóc các bạn sẽ siêu siêu đẹp luôn á. Mình rất là hối hận sau khi mà mình làm tóc quá là nhiều. Nhưng mà thôi, quá khứ rồi, sao mà níu kéo lại được. Cho nên là phải duy trì cái việc dưỡng tóc hằng ngày và tạo nó như một cái thói quen thì tóc các bạn sẽ càng ngày càng đẹp hơn. Và ok, video đến đây là kết thúc rồi, và mình mong cái video này sẽ hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn thích cái video này, đừng quên nút like và subscribe cho kênh channel của mình. Nhớ ủng hộ mình bằng cách là hãy follow Instagram của mình và TikTok của mình ở đây nha. Nếu các bạn thích mình thì các bạn có thể theo dõi để các bạn có thể biết về daily life của mình, cuộc sống hằng ngày và những cái thứ xung quanh mình, hoặc là khi nào có video thì mình sẽ báo trên đó. Và đúng rồi, các bạn đừng quên comment bên dưới thật thật là nhiều nha, bởi vì mình rất là thích đọc comment của các bạn. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể nhắn cho mình bên Instagram, hoặc là có thể comment bên dưới thì mình sẽ trả lời các bạn ngay lập tức sau khi mình thấy luôn. Và yeah, cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye, love you.